Ok, hello, xin chào toàn thể chị, chào mừng anh chị trở lại với kênh Ichimoku Stock để giao lưu với em nhất một cái video vào cuối tuần này anh chị nhé. Anh chị theo dõi video thì nhớ giúp em nhất một like, một tim ở bên dưới nếu thấy video hữu ích nha anh chị nhé. Anh chị có thể bình luận thả tim nếu như anh chị có câu hỏi nào cần sự hỗ trợ, anh chị có thể là bình luận phía bên dưới phần mô tả của video này anh chị nhé. Như vậy thì kết thúc cái tuần vừa qua là một cây nến tương đối đẹp với biên độ tăng giá tốt, thanh khoản gia tăng tương đối tích cực. Đặc biệt nó xác nhận một cái vị thế kênh tăng ở trong ngắn hạn cũng như là kênh tăng trong trung hạn vẫn đang duy trì rất tốt, đặc biệt là trong vòng 9 đến 10 tuần vừa qua. Đấy. Trong một nhịp mà thị trường cơ hội rất lớn tiệm cận cái vùng biên hỗ trợ bên dưới bật tăng lên thì tầm khoảng 9 đến 10 tuần vừa qua thì phím anh chị rất nhiều cổ phiếu rồi. Đấy. Giai đoạn vừa qua thì phím anh chị rất nhiều cổ phiếu cả trong ngắn hạn cho cơ hội trong trung dài hạn tầm khoảng 9 đến 10 tuần gần đây. Vị thế đang tương đối tốt rồi. Và các cái nhóm ngành mà có sự hấp dẫn của dòng tiền giai đoạn hiện tại nó vẫn đang duy trì trên cái động lực bật tăng tương đối tốt. Tuy nhiên thì những cái vị thế mua ở trong giai đoạn này đối với các cổ phiếu mà anh chị mua muộn trong giai đoạn tới nó sẽ có khó khăn trong ngắn hạn khi thị trường rung lắc tích lũy thì đâu đó nó không còn hấp dẫn nữa, cũng như là không còn vị thế an toàn trong giai đoạn tới nữa. Ví dụ như một số các cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng giai đoạn vừa qua khi anh chị bắt đúng cái điểm mua trong ngắn hạn thì thời điểm hiện tại cái vị thế anh chị là tương đối tốt rồi. Đó. Thì anh chị nắm giữ thôi. Tuy nhiên là trong cái giai đoạn này thì nhiều cổ phiếu trong cái nhịp mà thị trường đã đi lên một nhịp tương đối là mạnh rồi, các cổ phiếu nó cũng bật tăng một nhịp cũng tương đối là mạnh rồi, đâu đó tầm khoảng 20-30% cả những cổ phiếu liên quan đến nhóm ngành chứng khoán hay là nhóm ngành chứng khoán rồi là nhóm ngành ngân hàng và một số các nhóm ngành khác như đầu tư công vân vân thì giai đoạn hiện tại thì đâu đó là cái vị thế nắm giữ thì ok, nhưng vị thế vào mới trong ngắn hạn thì anh chị là thận trọng cái nhịp đâu đó là thị trường rung lắc thì các cổ phiếu những điểm mua đuổi nó sẽ khó khăn cho cái nhịp mà chống đỡ được nhịp trong ngắn hạn anh chị. Đó. Tầm khoảng 9 đến 10 tuần vừa qua đó thì đối một vị thế các nhóm ngành cổ phiếu trụ là đi lên hết, có 5 nhóm ngành chiếm tỷ trọng vốn hóa lớn như nhóm ngành bất động sản này, nhóm ngành ngân hàng này, nhóm ngành thép này, nhóm ngành dầu dầu khí này và nhóm ngành chứng khoán này. Thì như vậy bốn nhóm ngành đã bà bật tăng bật hồi trong cái giai đoạn vừa qua tầm khoảng 9 đến 10 tuần là rất tốt. Đó, ví dụ như các cổ phiếu nhóm ngành dịch vụ tài chính chứng khoán này, nó đã kéo lên từ nhịp mà tạo đáy trong ngắn hạn, có những cổ phiếu tăng mạnh thì 40-50%, cổ phiếu tăng cũng vừa phải thì đâu đó nó cũng tăng được tầm khoảng 20-30% rồi. Đó. Cho nên trong giai đoạn hiện tại thì nó có những vị thế trong ngắn hạn thôi, đúng không anh chị? Còn một trong năm cái nhóm ngành mà Nhất đánh giá là trong giai đoạn hiện tại thị trường đi lên rồi nhưng nó vẫn đi ngang tích lũy và tầm khoảng hai phiên gần đây nó có lực cầu và anh chị cần chú ý trong giai đoạn tới. Ngoài các cổ phiếu như nhóm ngành bất động sản hay là nhóm ngành chứng khoán hay dầu khí và Nhất chứng khoán hay là nhóm ngành ngân hàng mà Nhất vừa chia sẻ anh chị vào buổi chiều nay, một số cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng chạy sau, một số cổ phiếu nhóm ngành bất động sản chuẩn bị có cơ hội trong tuần tới thì Nhất đã chia sẻ một cái video nhận định thị trường vào chiều nay rồi. Đó thì trong video này thì Nhất chia sẻ anh chị một trong những nhóm ngành vừa anh chị có thể phòng thủ, thậm chí anh chị có thể nhập cả trong ngắn hạn và trung hạn trong giai đoạn tới, đúng không? Đó. Ví dụ như những cái cổ phiếu trong giai đoạn vừa qua ấy, các cổ phiếu nó tích lũy quanh những cái vùng biên hỗ trợ trong trung dài hạn. Đó. Ví dụ như một số cổ phiếu như cổ phiếu của nhóm ngành đầu tư công chẳng hạn, giai đoạn vừa qua khi mà thị trường rung lắc điều chỉnh nó vẫn quanh cái vùng mà trung bình giá của nhà đầu tư tầm khoảng 1 năm gần nhất, đúng không? Thì cái vùng thuận lợi nhất cho anh chị cả ngắn hạn cả về cơ hội trong trung dài hạn đó chính là cái phiên mà VCG này, đúng không? Rồi là các cổ phiếu như C4G này, đúng không chị? Đó, quanh cái vùng này đó là cái phiên 31, 31 cũng như là phiên mùng 1. Rồi là các cổ phiếu như ngân hàng, đúng không? TV Bank, nhận cái vùng mà trung bình giá 1 năm gần nhất. Rồi các cổ phiếu như cổ phiếu chứng khoán cũng vậy, VIX. Đó. Thì hầu hết các cổ phiếu này nó đi lên tầm khoảng được bao nhiêu ạ? Tầm khoảng 9 đến 10 tuần. Đúng không ạ? 9 đến 10 tuần, VIX nhỉ? Đó, mùng 1 tháng 11 này. Đó là chính là cái vùng này, đi lên được 9 đến 10 tuần. Thì trong giai đoạn hiện tại thì các cổ phiếu nó đang tích lũy, một số cổ phiếu như chứng khoán và bất động sản nó đang tích lũy sau cái nhịp bật tăng 9 đến 10 tuần. Nhưng anh chị lưu ý là một số cổ phiếu trong giai đoạn này, các cổ phiếu nhóm ngành
dầu khí là Nhất sẽ chia sẻ anh chị trong giai đoạn này, trong cái video ngày hôm nay, là nhóm ngành anh chị cần lưu ý khi thị trường lên. Nhóm ngành của dầu khí giai đoạn vừa qua có những cổ phiếu lên rồi và có những cổ phiếu chưa lên, và cái dấu hiệu mà hai phiên gần đây đối với nhóm ngành dầu khí có lực cầu vào tương đối tốt đó. Thì Nhất gợi ý cho anh chị một trong những cổ phiếu nó đang có tiềm năng cả về ngắn hạn và trung hạn trong giai đoạn tới, nhặt sau so với thị trường nó đã đi lên được tầm khoảng 9 đến 10 tuần, nhưng các cổ phiếu một trong những cái cổ phiếu trong nhóm ngành dầu khí nó vẫn chưa đi lên và nó đang có dấu hiệu lực cầu cũng dòng tiền quay trở lại đó. Anh chị lưu ý. Rồi, trước tiên thì chúng ta đánh giá chung về kịch bản của nhóm ngành dầu khí đó. Xuyên suốt trong vòng 11 đến 12 tháng vừa qua thì nhóm ngành dầu khí nó vẫn đang là một cái kênh tăng chủ đạo và cơ hội tạo đáy, tiếp tục kênh tăng trên kênh trung hạn vẫn duy trì được. Cái nhịp điều chỉnh vừa qua của thị trường là nhịp tích lũy trở lại, thì nhóm ngành dầu khí nó cũng đang tiệm cận ở quanh vùng cản và tích lũy lại một nhịp đó. Thì biên tích lũy của nhóm ngành dầu khí là vùng cản quanh cái vùng 14.000 và vùng hỗ trợ của nó là quanh cái vùng 11.700. Giai đoạn vừa qua thì dầu khí thì Nhất cũng chia sẻ anh chị một cái cổ phiếu quanh cái vùng này là điểm mua cũng khá đẹp này, chính là cổ phiếu PVT này. Đó chị. Nhật phiên ngày mùng 1 tháng 11, đây là vùng thuận lợi nhất hầu hết các nhóm này. Đúng không chị? Giai đoạn này thì hầu hết các nhóm này, như nhóm ngành đầu tư công này, nhóm ngành đầu tư công này, nhóm ngành ngân hàng này, anh chị Nhật này là đúng đáy ngắn hạn luôn. Cái phiên ngày mùng 31 này, đây là room khuyến nghị thì Nhất chuẩn bị trước kịch bản mua bán cho anh chị. Khi thị trường hoảng loạn nó là cái cơ hội cho anh chị nhặt những cái lượng hàng trong ngắn hạn cũng như là cơ hội trong trung dài hạn trong giai đoạn vừa qua. Đấy chị. Khi thị trường điều chỉnh đây thì Nhất đưa ra kịch bản trước cho anh chị, trước cái phiên mà VN-Index tạo đáy. VN-Index tạo đáy là phiên ngày 31 và phiên ngày 1. Thì quanh cái giai đoạn này thì hầu hết các nhóm ngành cổ phiếu nó cũng kéo lên, đúng không? Ví dụ như dịch vụ tài chính chứng khoán này, phiên 31 mùng 1 này. Rồi nhóm ngành bất động sản, nhóm ngành kim loại thép, rồi là nhóm ngành dịch vụ tài chính chứng khoán nó kéo lên. Dầu khí cũng không ngoại trừ. Thì quay trở lại đối với diễn biến nhóm ngành dầu khí thì xuyên suốt 11 đến 12 tháng vừa qua thì nó vẫn duy trì trên kênh tăng. Biên độ tăng giá tốt, lực cầu thanh khoản gia tăng khá là tốt, đúng không? Nhịp tích lũy điều chỉnh ở trong ngắn hạn cũng như là biên độ tích lũy trong trung hạn này thì trên một cái đà giảm nhưng cái khối lượng bán là không nhiều. Đây là yếu tố tích cực cho nhóm ngành dầu khí là các dòng tiền lớn mua xuyên suốt từ đầu năm 2023 đến thời điểm hiện tại nó vẫn đang nằm trong cổ phiếu nhóm ngành dầu khí và chưa cho thấy dấu hiệu thoát ra, đúng không? Ví dụ như một số cổ phiếu này, PVS nó vẫn duy trì trên cái kênh tăng xuyên suốt trong vòng 1 năm vừa qua này. Đây trên khung đồ thị tuần này hiện nha. Giai đoạn 2-3 tháng vừa qua thì nó đang tích lũy trở lại quanh đỉnh. PVD cũng vậy, đúng không? PVD này, nó vẫn đang duy trì trên kênh tăng xuyên suốt thời gian vừa qua là tầm khoảng 12 tháng. Đó chị. Rồi các cổ phiếu khác cũng vậy. PVD, PVS, đúng không? Rồi là PVC, đúng không? Vẫn duy trì trên cái động lực bật tăng. Đó. Đây là trong tầm khoảng 12 tháng vừa qua thì Nhất vẫn luôn củng cố tinh thần anh chị. Khi anh chị bắt được những cái vùng khả năng là đáy rồi. Đó. Một là đâu đó chấp nhận ăn ít, hai ăn nhiều, ba có thể ăn bằng lần trong trung dài hạn. Khi anh chị bắt đáy thành công. Đấy chị. Đó. Đây là PVS là bắt quanh cái vùng này. Thời điểm hiện tại vẫn củng cố tinh thần anh chị nắm giữ. Các cổ phiếu khác cũng vậy. BSR, vân vân. Giai đoạn vừa qua thì lướt được nhiều vòng các cổ phiếu này trong ngắn hạn. Mặc dù vẫn nắm giữ 50% hàng trong trung hạn, nhưng mà trong ngắn hạn vẫn lướt những cái nhịp 10 đến 20% cho anh chị ở trong ngắn hạn. Đúng chị? Ok, quay trở lại đối với dịch vụ, đối với nhóm ngành dầu khí thì Nhất đánh giá là trong giai đoạn này nó đang tích lũy tương đối tích cực. Thậm chí là tầm khoảng 8 đến 10 tuần gần đây thì những cái động lực hồi phục có thanh khoản gia tăng là yếu tố tích cực. Tạm chạm cái vùng cản trong ngắn hạn là đang rung lắc tích lũy dịch. Tích lũy tương đối là tích cực. Hai tuần gần nhất là có động lực hồi phục, thậm chí trong ngắn hạn hai phiên gần nhất thì cũng đó có lực cầu dòng tiền gia tăng. Đây là yếu tố tích cực cho nhịp tích lũy. Đó chị. Đó. Ok, trong giai đoạn này thì một số cổ phiếu của nhóm ngành dầu khí thì Nhất đánh giá là nó đang có cơ hội một nhịp hồi phục trong ngắn hạn. Và anh chị vừa có thể là phòng thủ trong ngắn hạn được, vừa có thể là kỳ vọng nhịp này tạo đáy trong ngắn hạn cho cơ hội tiếp tục kênh tăng trong trung hạn. Có hai cổ phiếu mà Nhất đang đánh giá là sáng nhất đối với nhóm ngành dầu khí trong nhịp này, đó chính là cổ phiếu OIL và BSR. Quay trở lại đối với cổ phiếu OIL nhé, tầm khoảng 11-12 tháng vừa qua thì nó vẫn duy trì trên cái kênh tăng, đúng không chị?
Dịp này tích lũy sideways, mặc dù thị trường chỉnh tương đối mạnh nhưng oil vẫn giữ được cái nền tích lũy tương đối là mạnh trong giai đoạn này. Đấy chị. Tuần này là cái tuần mà oil có động lực lực cầu vào tốt. Đấy chị. Đó. Đâu đó giao dịch đâu đó tầm khoảng 40 tỷ. Đó, trên cơ hội tạo đáy, trên kênh tăng ở trong ngắn hạn và trung hạn vẫn duy trì được. Giai đoạn này tích lũy trở lại sau 10 tháng bật tăng của thị trường. Đấy chị. 10 tháng bật tăng của thị trường thì đỉnh tháng 9 này rung lắc điều chỉnh đi ngang tích lũy tương đối là mạnh. Thì giai đoạn này nó đang tích lũy và dấu hiệu ở trong ngắn hạn. Họ nó đang có lực cầu và đặc biệt là tuần này. Đó. Thì cái vùng này là cái vùng trung bình giá của cổ phiếu oil trong vòng đâu đó một năm gần nhất. Nó vẫn giữ được. Đó. Giai đoạn vừa qua thì cũng có nhiều cổ phiếu tương tự như này. Em chia sẻ anh chị nhé. Tích lũy quanh cái đường màu vàng là cái đường Kijun 65. Nó chính là trung bình giá của tầm khoảng 3 tháng rưỡi gần nhất. Còn nó tương tự như cổ phiếu HPC chia sẻ anh chị giai đoạn vừa qua này, rồi một số các cổ phiếu khác cộng vận có chị. Đó thì giai đoạn hiện tại là cổ phiếu oil nó đang tích lũy tương đối là mạnh, khi mà thị trường đang có diễn biến tương đối là sáng ở trong cả ngắn hạn và trung hạn, cũng như là hấp dẫn hơn đối với dòng tiền. Khi mà ngắn hạn nó đang thị trường đã break out một cái vùng biên tích lũy rồi, nó cho thấy một cái vị thế động lực bật tăng rồi, khi thị trường ổn định trở lại thì dòng tiền nó sẽ quay trở lại đối với các cổ phiếu nhóm ngành dầu khí tích lũy trong giai đoạn vừa qua. Đó, đây là những cái cổ phiếu mà Nhất đánh giá là anh chị có thể vừa phòng thủ được và vừa kỳ vọng bắt đáy trong ngắn hạn được anh chị nhé. Và có cái vùng kiểm soát rủi ro cũng như tỷ lệ risk reward khá là đẹp. Đó, tỷ lệ risk đẹp làm sao những cái vùng kiểm soát rủi ro cắt lỗ so với vùng chốt lời, làm sao cái tỷ lệ nó hấp dẫn cũng như là cái vùng quản trị rủi ro nó khó có thể là quay lại cái vùng cắt lỗ và chạm cắt lỗ của anh chị, có thể diễn ra nhưng mà tương đối khó, đúng không chị? Ví dụ như các cổ phiếu trong giai đoạn trước cũng vậy, nhặt các cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán và một số cổ phiếu nhóm ngành bất động sản giai đoạn vừa qua cũng vậy, ví dụ như là cổ phiếu SSI chẳng hạn, ví dụ như là phiên mùng 1 tháng 3 đây chẳng hạn, đó chính là cái phiên này anh chị bắt đầu bắt cái đà bật tăng cũng như đà hồi phục, thì đâu anh chị có cái vùng kiểm soát rủi ro bên dưới chỉ 3%, 4% để cho cơ hội nắm giữ SSI đến thời điểm hiện tại. Đó. Cũng như cổ phiếu DIG, đó, đây là phiên ngày mùng 1 tháng 3 của SSI đúng không ạ? Đó, mùng 1 tháng 3, đó, cũng như là mùng 1 tháng 3 SHS, VND thì nhất cổ phiếu mà anh chị nhận ở giai đoạn đó đấy. Đó, cổ phiếu DIG này, có gì 24 tháng 3 này. Đó, anh chị bắt được cái vùng mà thiết lập vùng quản trị rủi ro tầm khoảng 3 đến 5% thôi. Đó chị. Đâu đó để cho cơ hội anh chị nắm giữ DIG đến thời điểm hiện tại. Đúng không chị? Đó, nó là cái vùng mà tỷ lệ thiết lập cái vùng tỷ lệ risk đẹp. Đó. Làm sao tỷ lệ nếu giả sử như anh chị mất thì mất 1 mà được thì được 5 được 6, thậm chí có thể được đâu đó bằng lần. Đúng không chị? Đó. Các cổ phiếu nhóm ngành dầu khí giai đoạn vừa qua thì nhất cổ phiếu anh chị tương tự như vậy, các cái điểm mua này, PVC, BSR, PVS, OI, PVT. Cái điểm mua của anh chị thiết lập vùng quản trị rủi ro chỉ tầm khoảng 3-5%. Đây anh chị xem lại những cái điểm mua mà nhất phí anh chị, cái giai đoạn bắt đầu chân sóng của cổ phiếu của nhóm ngành dầu khí nó đi lên, cái vùng kiểm soát rủi ro của nó chỉ tầm 3-5% cho cơ hội anh chị nắm giữ đến thời điểm hiện tại. Đó, nó trở lại câu chuyện là tỷ lệ risk đẹp ở đây nó đang có đà quán tính hồi phục bật tăng là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là thị trường đang tương đối ổn định cho cơ hội là đâu đó là tạo đáy trong ngắn hạn, đúng không? Tạo đáy trong trung hạn luôn rồi. Nó cho thấy là thị trường ổn định. Đây là yếu tố mình có thể làm mạnh dạn cược bắt đáy được. Anh chị, bắt đáy trong ngắn hạn. Cũng như cái vùng này là cái vùng đâu đó là nó giữ được giá khá tốt. Cái vùng kiểm soát rủi ro ở trong giai đoạn này, một số cổ phiếu ví dụ như oil, anh chị có thể thiết lập vùng quản trị rủi ro quanh chị chúng ta. Hai phiên gần nhất thì cầu vào rồi. Cái vùng này cũng là cái vùng hỗ trợ tương đối mạnh của nó trong vòng 9 đến 10 tuần vừa qua. Anh chị, 9 đến 10 tuần vừa qua. Động lực bật tăng trong ngắn hạn đang có thì cái đà quán tính hồi phục của cổ phiếu oil và một số các cổ phiếu khác nó khả năng có cơ hội sàn. Có khả năng sắp xuất cao. Đó. Ở oil trong giai đoạn này thì anh chị có thể nhập được quanh tầm khoảng 10.11, 10.1 thời điểm hiện tại. Vừa phòng thủ vừa có cơ hội là khi dòng tiền quay trở lại đối với oil thì nó có thể kéo lên một nhịp mạnh trong thời gian tới. Trước mắt thì lên 10.7 trong ngắn hạn. Trung hạn thì nếu giả sử nó break out luôn vượt vùng đỉnh này thì cái target chủ đạo trong trung hạn oil lên quanh 13, 13-14 trong trung hạn.
giai đoạn này nó đang tích lũy đó. Bây giờ này, anh chị này, bây giờ thị trường chưa đang chưa chú ý đến dòng tiền, là chưa chú ý đến mạnh đối trong giai đoạn này, thì anh chị nhận trước, nhận diện trước những cái điểm mua cũng như đặt cược trước trước khi nó kéo, giống như cổ phiếu ngân hàng trong giai đoạn vừa qua nhất chia sẻ anh chị. Đó, gần đây nhất là cổ phiếu MSB này chẳng hạn, nó tương tự như cổ phiếu oil, nó đang quanh cái vùng gần Kizun 65 này. Phím anh chị trên livestream cũng như làm video chia sẻ anh chị, MSB là vùng 12.5, anh chị có thể nhập nhận được gia tăng thêm. Đó. Còn nhìn trước thì phím anh chị MSB quanh giá 12 rồi, đó vậy. Các cổ phiếu nhóm ngành đó, đúng rồi chị. Cách đây đâu đó tầm khoảng 2 tuần cũng chia sẻ anh chị ở vùng này anh chị có thể nhập được. Đó, anh chị nào đánh phòng thủ MSB ngân hàng nhập muộn thì anh chị nhập cổ phiếu này. Còn đâu các cổ phiếu nhịp trước như BIDV kéo rồi, Techcombank kéo rồi, ACB kéo rồi, đúng không chị? Thì anh chị nhập phòng thủ đối với cổ phiếu MSB này, đúng không chị? Thì giai đoạn này thì tương tự như vậy, oil nó đang quanh cái vùng vùng hỗ trợ. Nó cũng có cái vùng đâu đó kiểm soát rủi ro nó cũng vừa phải, đúng không? Còn giả sử anh chị nhặt 10 chấm, 10 chấm thì cái vùng cắt lỗ của anh chị tầm khoảng 9.8 thôi. Nếu mà xấu thì anh chị mất highlight. Highlight thì tương đương với tầm khoảng 2 đến 3%. Đó. Anh chị lưu ý có thể là cực được cũng như là phòng thủ trong giai đoạn này, đúng không? Nhịp trước thì rất nhiều cổ phiếu phím anh chị rồi, chứ giai đoạn hiện tại thì tìm những cái nhóm ngành cổ phiếu và đâu đó chuẩn bị có dòng tiền vào nhặt để thiết lập vùng quản trị rủi ro cho anh chị. Thay vì cứ đứng FOMO theo những cổ phiếu nó đã tăng tương đối mạnh trong giai đoạn vừa qua rồi, thì các cổ phiếu đó vẫn có những điểm mua tiếp theo nhưng chưa phải ở giai đoạn hiện tại. Thì tốt nhất đối với góc nhìn của nhất anh chị đã bị lỡ mất tầm khoảng 9 đến 10 tuần rồi, bây giờ mình đi tìm những cái cổ phiếu nào có thể là vừa có cơ hội tạo đáy, vừa có vị thế phòng thủ và cũng như là vừa có cái vị thế nó sẽ an toàn, an toàn đặc biệt là đối với anh chị là mà nhập muộn, đúng không? Nhập muộn ở trong những giai đoạn vừa qua nó đã có đâu đó là tầm khoảng 10 tuần đến 11 tuần trên cái đà tăng này để cho anh chị nhập rồi. Và đến lên đến cái thời điểm hiện tại khi thị trường nó đang có một nhịp bật tăng gần tiệm cận đến cản ngắn hạn rồi, nó sẽ có yếu tố rung lắc, thì bây giờ anh chị nhặt những cổ phiếu mà FOMO theo những giai đoạn, theo những cái nhịp bật tăng trong giai đoạn tới thì nó cũng hơi khó cho cái vị thế trong ngắn hạn, khó chống đỡ được những nhịp trong ngắn hạn rung lắc của thị trường trong ngắn hạn. Cho nên là quay trở lại câu chuyện là giai đoạn này anh chị chú ý đến nhóm ngành dầu khí nhé. Đó. Một là cổ phiếu oil này, hai là cổ phiếu BSR này. Đó, cổ phiếu BSR này, đúng không chị? Kênh tăng cũng như là dòng tiền vào BSR là tương đối đẹp. Đó. Trên suốt 11, 12 tháng vừa qua, phím anh chị rất nhiều những điểm mua của BSR quanh vùng bên dưới này, mua giữ lâu dài được. Đó, vì dòng tiền nó vào rất tốt. Đó. Với nhịp rung lắc điều chỉnh biên độ giá giảm lớn nhưng càng ngày càng cạn cung này là yếu tố tích cực, tích lũy tích cực. Và thậm chí BSR trong giai đoạn này cũng tích lũy tầm khoảng 6, 8, 10, 10 phiên tích lũy quanh vùng này. Đúng không chị? Tích lũy tương đối lâu rồi, tầm khoảng 10 tuần. Và cái vùng cân bằng của BSR đang quanh vùng tầm khoảng 20. Cho nên là trong ngắn hạn giai đoạn này, tầm khoảng 3 phiên gần nhất là cũng có cái tín hiệu lực cầu vào. Hôm trước thì cũng có phím anh chị trên livestream phiên này rồi. Bây giờ đâu đó là lực cầu nó càng ngày càng rõ rõ nét hơn, thì khả năng này trước mắt nó kéo được một nhịp lên 20. Kịch bản tích cực thì đâu đó là chủ đạo là tiếp tục trên kênh tăng tiệm cận quanh về vùng đỉnh tầm khoảng 22, thậm chí vượt 22 là tiếp tục về cái vùng đỉnh cũ như các cổ phiếu của nhóm ngành dầu khí khác đó, PVD này, PVT này, đúng không, cũng như là PVS này chẳng hạn. Nó hầu hết các cổ phiếu dầu khí nó đang quanh đỉnh đỉnh cả ngắn hạn và trung hạn luôn, giữ giá khá tốt. Dịp này thì nhất thì gợi trước mắt thì gợi ý anh chị hai cái cổ phiếu như BSR và OI để anh chị phòng thủ và có cái vùng kiểm soát rủi ro nó phù hợp cũng như là vừa phải. Ví dụ BSR trong giai đoạn này anh chị nhập quanh tầm khoảng 18.7, 18.8 quanh cái giai đoạn này, thiết lập vùng quản trị rủi ro quanh tầm khoảng 18.4. Như vậy mất tầm khoảng 4 line. 4 line tương đương với 3% thì nó chấp nhận được. Anh chị điểm cắt lỗ 3% cho cái target tầm khoảng lên 20. Target lên 20 như vậy nó tầm khoảng 6% trong ngắn hạn. Thậm chí nó tích lũy tốt, lực cầu vào tốt quanh giá 20 là trung bình giá của nhà đầu tư tầm khoảng 3 tháng rưỡi đến 6 tháng gần nhất. Nếu cầu vào tốt nó hấp thụ được tốt quanh giá 20 là có thể kéo lên một nhịp lên khoảng 22, thậm chí là tiếp tục cái kênh tăng.
trong trung hạn. Cơ hội tạo đáy là sáng rồi, dòng tiền lớn nó vẫn cho thấy là ở trong cổ phiếu BSR này. Và nhịp điều chỉnh này đâu đó áp lực dòng tiền lớn cũng không có bán ra nhiều. Đó. Thì những cái vùng mà hỗ trợ bên dưới như này, khi thị trường ổn định trở lại này, anh chị có thể cược được. BSR anh chị nhá. Đó. Anh chị nhặt quanh đâu đó là 10 18 18.7, 18.8, 18.9 cũng được. Nhặt dần làm sao trung bình anh chị tầm khoảng 18.6 là ok. Nhất là vùng quản trị rủi ro quanh 18.4, hoặc là đẹp nhất là thiết lập nguồn trị rủi ro quanh 18, chấp nhận tầm khoảng 6 like. Nếu chị nhặt đâu đó tầm khoảng 10 18.6 thì thiết lập 18, nhặt 18.8 18.9 thì thiết lập vùng quản trị rủi ro quanh 18.3 18.4 đó. Cho cơ hội vừa là bắt đáy trong ngắn hạn nhé, vừa là cơ hội ở trong trung dài hạn nữa. Khi dòng tiền lớn đó, tham gia BSR nó vẫn đang nằm trong cổ phiếu BSR này, tích lũy tương đối tích cực cạn cung rồi. Các cái cổ phiếu nhóm dầu khí khác ấy, thì giai đoạn này nó cũng đang có cơ hội tạo đáy. Gác giai đoạn này thì 2 tuần đâu nó chứng lại đà giảm và xuất hiện như vùng cân bằng phía bên trên này. 2 tuần gần nhất có lực cầu và tương đối tốt. Đây là cái cổ phiếu đâu đó anh chị có thể kỳ vọng là bắt đáy đối với cổ phiếu gác. Về kênh giảm của nó trong ngắn hạn nó vẫn duy trì, nhưng 2 phiên gần nhất cũng như là 2 tuần gần nhất, nói chị 2 tuần gần nhất là lực cầu thanh khoản gia tăng khá tốt, cho cơ hội đảo chiều hồi phục ở trong ngắn hạn, ở trong trung hạn. Ngắn hạn cũng đang có một vị thế vượt cản quanh tầm khoảng 77 đó. Anh chị nào bắt đáy có thể là kỳ vọng đối cổ phiếu gas tạo đáy quanh vùng đáy. PLX cũng vậy, cầu vào tương đối tốt, giai đoạn này là đang nhịp tích lũy trở lại, hồi phục lên quanh tầm khoảng 36. Nhịp này PLX cứ bình tĩnh, rung lắc nhặt đâu đó tầm khoảng 34.5 thế nhá, 34.5. Ok này, hỗ trợ trong ngắn hạn này. Quanh vùng Kijun 17 này. Cầu vào cũng khá tốt rồi. Đó, anh chị nhá. Đó, anh chị nào đánh đôi PLX thì cứ bình tĩnh, nhịp này nó đang gặp cái cản quanh cái vùng này. Quanh tầm khoảng 35.5 36. Nên nó đang có nhịp lình xình rung lắc chững lại đà tăng này anh chị, chờ ở đâu đó tầm 34.5. PVD kênh tăng cũng rất tốt, thì kênh tăng rất tốt tầm khoảng 1 năm vừa qua này, cầu vào vẫn tương đối là tích cực, giai đoạn này đang tích lũy anh chị. Nhịp này đâu đó đối với PVD thì anh chị cứ xác định cái điểm mua, có 2 cái điểm mua, một là cái điểm mua đâu đó là vùng biên bên dưới này tầm khoảng 26.4. Kịch bản thị trường lắc anh chị nhặt BVD nói gì, BVD này quanh tầm khoảng 20 26.4. Nếu mà không lắc thì anh chị có thể là chiến đấu đối với BVD khi nó vượt 28.5. Đây điểm vào. Đầu khi mà nó break out vùng đâu đó 30 thôi thì nó bật tăng cả về ngắn hạn, trung hạn luôn. Kênh tăng vẫn duy trì khá tốt, nhịp này đang tích lũy đỉnh. Nhưng là dầu khí thì nó vẫn giữ giá khá tốt, giai đoạn vừa qua thị trường sập và rung lắc mà đâu đó vẫn giữ được quanh vùng đỉnh này, có thấy lực cầu giữ đối với các cổ phiếu nhóm ngành dầu khí đã khá tốt. Nhịp này có 2 cái điểm mua gần nhất, một là quanh tầm khoảng 26.4, hai là cổ phiếu hai là quanh cái vùng 28.6. Anh chị chuẩn bị trước kịch bản này, nếu thị trường kéo thì anh chị sẽ mua những cái cổ phiếu đâu đó break out vượt cái vùng biên tích lũy này 28.6. Điểm này thì nhất ưu tiên nhất 2 cái cổ phiếu mà anh chị phòng thủ là cổ phiếu OIL và cổ phiếu BSR anh chị nhé. Trong giai đoạn này nó đang tích lũy thì anh chị cũng đánh biên, giống như trong giai đoạn trước là vừa phí mà anh chị mấy cái cổ phiếu nó tích lũy biên như DIG cũng như một số cổ phiếu phiếu khác. Nó tích lũy biên này, KSB này, đúng không? Các cổ phiếu như DG vậy đánh biên, đó. Đang lịch trình tích lũy biên thì anh chị cứ chờ biên bên dưới. KBC cũng vậy đúng không? Nhịp vừa qua thì KBC rung lắc tích lũy thì đánh biên bên dưới, đặc biệt là những cái nhịp của thị trường điều chỉnh. Đó, giai đoạn này thì các cổ phiếu như cổ phiếu dầu khí cũng vậy đúng không? DIG này cũng vậy này. Khi mà rung lắc điều chỉnh anh chị đánh biên này thôi, khi nào nó break out biên thì nó là xuất hiện những điểm mua tiếp theo. Có hiện
DIG nhịp này thì Nhất cũng mới khuyến nghị anh chị mua gia tăng thêm cái hàng, cái cổ phiếu ở trong cái cổ phiếu nhịp trước thì cũng đã Nhật rồi, vẫn chủ đạo nắm giữ, Nhật gia tăng thêm những điểm mua tiếp theo cho anh chị. Mua 28 tháng 11 ở thị trường rung lắc. Các cổ phiếu như PVD nó đang rung lắc trong cái biên độ này thì anh chị kiên nhẫn chờ đợi thôi. Một là điểm mua 26.4, hai là nó phải vượt 28.6 mới có thể đánh được. PVT nhịp này cũng đang tích lũy. Dịp này anh chị có thể rời cái vùng mua PVT lên cao lên một chút. Ở thị trường nó đang ổn định rồi, nhưng khả năng mà lắc sâu thì cũng hơi khó. Thì vừa qua thì vừa phím anh chị cổ phiếu PVT hai cái điểm mua này, này. Room trung hạn thì cũng vẫn đang nắm giữ PVT dầu khí này. Phiên điểm mua thứ nhất là 29 tháng 8 này. Điểm mua thứ hai là phiên ngày hôm 1 tháng 11 này. Mùng 1 tháng 11 đó anh chị. Đó chính là cái phiên nó chính là cái phiên này này, hai cái phiên này, phiên 29 tháng 8 này và phiên 29 tháng 8 này và cái phiên này bán 1 phần 2 ở trên này, bán 1 phần 2 ở đây để mua lại ở quanh cái vùng này. Chính là cái điểm mua phím anh chị khi thị trường tạo đáy ngắn hạn này, PVT này giá 22 đúng không? 22 cộng trừ phiên này này chính là cái mua phiên này này. Thì bán 1 phần 2 ở đây này, mua lại 1 phần 2 ở đây này. Thời điểm hiện tại vẫn đang nắm giữ chưa bán này chị nhá. Vẫn đang nắm giữ này, chưa chưa bán này. Đó thì trong giai đoạn này thì gần đây nhất thì phím anh chị cổ phiếu PVT này mua ở đây. Quanh cái vùng 25.5 cộng trừ này. Giai đoạn này nó đang tích lũy này, anh chị cứ đánh biên ở phía bên dưới. Phòng thủ một chút, Nhật đâu đó quanh tầm khoảng 26, 25.8 anh chị nhá. Kịch bản thứ nhất là anh chị có thể là mua PVT ở quanh cái vùng giá 25.8 26. Kịch bản thứ hai anh chị có thể là mua PVT khi nó breakout vượt vùng 27.5. Đó là hai cái vùng động lực bật tăng ngắn hạn có thể tăng được ngay. Anh chị lưu ý nhé. Kịp ở đây này, đó điều chỉnh về quanh vùng biên hỗ trợ bên dưới động lực hồi phục này, điểm này có thể đánh T cộng. Thì vừa qua miễn phí anh chị trên livestream này. Thì tiện phân tích OI và BFR đây thì Nhất cũng lựa chọn các cái điểm để mà anh chị có thể là tham gia vào đối với các cổ phiếu dầu khí còn lại. Hoặc 25.8 hoặc vượt 27.5. PBS cũng kịch bản của nó tương tự như PVD nhé. Giai đoạn này vẫn đi ngang tích lũy tầm khoảng 3 tuần này thôi. Để mà chủ động cái điểm mua thì thời điểm hiện tại là quanh vùng 36. Hoặc vào sớm kỳ vọng vượt đỉnh thì khi mà nó break out vượt lên khỏi quanh cái vùng này 39.3. Thị trường ok rồi, các cổ phiếu này vẫn duy trì trên kênh tăng xuyên suốt trong giai đoạn vừa qua. Trong nhịp này thì PVS mà nó rung lắc quay quanh tầm khoảng 36. Nếu mà để mà vị thế chủ động. Còn đâu giai đoạn này nó đang tích lũy thì vẫn phải quan sát thêm. Phải vượt 39.3 thì cái kỳ vọng người vượt đỉnh này mới sáng. Nhịp này khi thị trường ổn định thì mình có thể nhập sớm, chưa không nhất thiết phải vượt đỉnh bên trên này mới nhập. Nhập sớm khi nó nếu mà cầu nó vào thanh khoản gia tăng nó chỉ cần trên trên đâu đó là khoảng 250 tỷ thôi. Được. Tương đương với đâu đó là khoảng 6 6 triệu cổ ấy. Một cái phiên bật tăng vượt tầm khoảng 39.3 và thanh khoản nó vào tầm khoảng trên 6 triệu cổ là ok. Một cổ phiếu khác của nhóm ngành dầu khí nhịp vừa qua cũng chia sẻ anh chị điểm mua ở đây này. Nó về quanh vùng này điểm mua này bật tăng lên trước mắt thì đánh trong ngắn hạn đã trong T cộng giai đoạn này đang lình xình rung lắc tích lũy quanh vùng trung bình giá của nhà đầu tư khoảng 3 tháng rưỡi gần nhất quanh tầm khoảng 20 20.5 PVB. Thậm chí đối với PVB nếu mà cầu lực cầu vào tốt một phiên bùng nổ mà vượt tầm khoảng 12 tỷ tương đương với cái khối lượng là tầm khoảng 400.000 cổ mà nó đánh như vượt tầm khoảng 21.5 có thể mua xanh. Vùng này nó đang rung lắc mua đỏ, anh chị có thể phòng thủ được quanh tầm khoảng 20.5. Đấy nhá, tích lũy tương đối tích cực. Cầu vào cũng khá tốt, cơ hội tạo đáy cũng như cầu vào khá tốt trong vòng 1 năm vừa qua. Kéo lên biên độ tăng giá tốt, thanh khoản gia tăng tốt. Giai đoạn này nó đang tích lũy trở lại. Tích lũy biên này thì anh chị cứ đánh biên hỗ trợ thôi. Hạn chế mua đuổi nó quá cao quanh tầm khoảng 22, 23 là được.
hạn chế mua đuổi thì đâu đó là khó khăn trong ngắn hạn thôi. Cái rủi ro nếu giả sử anh chị mua đuổi nó quá cao biên trên biên biên cảng ngắn hạn, dịch cũ này khối lượng quanh vùng này rất lớn, thì làm sao anh chị cứ mua quanh cái tầm khoảng 20.25. Ok, như vậy thì Nhất phân tích về các vị thế các cổ phiếu của nhóm ngành dầu khí ở cái vị thế thời điểm hiện tại, một số cổ phiếu để cho anh chị phòng thủ, đặc biệt là hai cái cổ phiếu BSR và OIL nhé. Các cổ phiếu còn lại thì anh chị vẫn phải chờ cái điểm mua trong ngắn hạn. Đó, thì Nhất cũng chuẩn bị cái vị thế mua bán các cổ phiếu nhóm ngành dầu khí ở trong ngắn hạn giai đoạn tới để anh chị xem xét. Đó, cũng như là cân nhắc chuẩn bị trước kịch bản. Khi anh chị chuẩn bị trước kịch bản thì những cái điểm mua anh chị sẽ không đâu đó là bị động đối với diễn biến của thị trường. Nếu anh chị có sự chuẩn bị trước trong giai đoạn trước cũng vậy. Khi anh chị có sự chuẩn bị trước thì anh chị sẽ có vùng giá thuận lợi và vùng kiểm soát rủi ro thuận lợi, cái tỷ lệ risk reward, tỷ lệ lời trên lỗ nó sẽ đâu đó là có cái tỷ lệ rất là phù hợp. Tỷ lệ risk rất là đẹp, tỷ lệ lời trên lỗ anh chị. Ok, nếu anh chị thấy video hữu ích thì nhớ giúp em Nhất một like, một tim ở bên dưới nhé. Và nếu anh chị có thêm câu hỏi nào về các cổ phiếu nhóm ngành dầu khí, anh chị có thể bình luận phía bên dưới. Hoặc là những vị thế anh chị đang nắm giữ thời điểm hiện tại cần cơ cấu hay cần mua bán hay là chốt lời như nào trong ngắn hạn, anh chị có thể là chia sẻ để Nhất biết ở phía dưới phần bình luận anh chị nhé. Ok, cuối cùng thì cảm ơn anh chị đã quan tâm lắng nghe. Nếu anh chị nào mà chưa có ai hỗ trợ và đồng hành với Nhất cũng như anh em trong team, anh chị có thể là liên hệ em Nhất qua số điện thoại ở trên màn hình để đồng hành cùng em Nhất và anh em trong team tham gia những room khuyến nghị và quản lý danh mục cho anh chị một cách rõ ràng và cụ thể như thế này anh chị nhé. Cũng không có gì khó khăn cả, mặc định anh chị mở tài khoản ở bất kỳ công ty chứng khoán nào cũng vậy, thì đều có người hỗ trợ tư vấn như em Nhất đang livestream ở trên kênh YouTube này. Đó. Nếu anh chị nào chưa có tài khoản VPS thì có thể mở tài khoản 3 đến 5 phút, điền cái mã ID và em Nhất là B592 và có thể đồng hành cùng anh em trong team rồi. Bên cạnh đó thì đối với anh chị nào mà có tài khoản VPS rồi, chưa có ai hỗ trợ, anh chị có thể là thao tác bước 1, 2, 3. Điền giúp em Nhất mã B592 trong vòng 3 đến 5 giây là anh chị có thể chuyển về ID của anh em hỗ trợ được đấy nhá. Hy vọng là em Nhất có cơ hội đồng hành và hỗ trợ anh chị trong giai đoạn tới. Cảm ơn chị rất nhiều. Anh chị nhớ like ủng hộ em Nhất anh chị nhá. Cảm ơn chị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào video livestream sau. Nhân ảnh cảm ơn.